Anh chị nào đang sử dụng iPhone thì theo dõi hết video này, để sau này lỡ gặp tình trạng lỗi y chang như video anh chị đang xem, anh chị biết hướng xử lý, tránh bị mất tiền oan khi mang ra tiệm nhờ sửa chữa. Đây là cái lỗi rất là bình thường, nói đúng hơn đây là một cái tính năng ẩn ở bên trong iPhone. Khi anh chị gọi ai đó hoặc là có người khác gọi đến cho anh chị, thường nó sẽ bị tự bật loa ngoài. Anh chị thấy đây, cứ mỗi lần điện là nó tự động bật loa ngoài trong khi là mình không có bật. Ví dụ bây giờ mà có người điện tới cho anh chị bật máy lên anh chị nghe là nó tự động nó bật loa ngoài. Em sẽ thử cho anh chị xem như sau. Bây giờ em sẽ dùng một cái số máy khác em gọi vào, anh chị xem như sau. Bây giờ có cuộc gọi đến, anh chị thấy ở đây có cuộc gọi đến thì em bấm chấp nhận để em nghe. Lúc này thì iPhone tự động bật loa ngoài. Do là em giảm âm lượng nhỏ, nếu như em bật to lên thì anh chị sẽ nghe rất là rõ. Vậy thì điện thoại anh chị nếu như gặp cái trường hợp này thì đây không phải là lỗi máy mà do bật cái tính năng của máy lên mà thôi. Và tính năng này là tính năng tự động bật loa ngoài nha anh chị. Muốn tắt cái tính năng này thì anh chị vào trong mục cài đặt, sau đó thì anh chị vào trong mục trợ năng. Tiếp theo anh chị vào trong mục cảm ứng. Tiếp theo anh chị kéo xuống cuối, anh chị bấm vào trong cái mục định tuyến âm thanh cuộc gọi. Anh chị chọn tự động dòng đầu tiên, sau đó anh chị trở về. Bây giờ em thử lại cho anh chị một lần nữa để anh chị xem. Bây giờ có cuộc gọi đến thì anh chị bấm chấp nhận. Lúc này loa ngoài không được bật nữa, hiện tại máy đang sử dụng loa trong. Cách này rất là tiện lợi cho anh chị, vì anh chị có thể tự động chỉnh và sửa cái lỗi này tại nhà. Nói đúng hơn, đây là chức năng của máy chứ không phải lỗi nên anh chị yên tâm. Nhiều trường hợp anh chị bị mất tiền oan khi anh chị mang cái điện thoại anh chị ra ngoài cửa hàng không uy tín nhờ chỉnh hay nhờ sửa gì đó, thì lúc này người ta sẽ tìm cách moi tiền anh chị nếu như cái tiệm đấy làm ăn không uy tín. Còn những cửa hàng uy tín thường nếu như người ta làm mọi cách không được thì người ta sẽ chạy phần mềm hoặc người ta đặt lại tất cả cài đặt cho anh chị là xong. Và anh chị lưu ý, sử dụng iPhone thì anh chị dù có mang đi sửa hay là nhờ chỉnh giùm thì anh chị lưu ý nhớ bảo nơi mà nhận cái trường hợp sửa chữa cho anh chị là phải đảm bảo không mất dữ liệu, tránh cái trường hợp dữ liệu anh chị mất đi không khôi phục được, lúc đó thì sẽ rất là phiền xảy ra cho anh chị, nên anh chị lưu ý chỗ này. Và nếu máy anh chị mà tự động bật cái tính năng đó lên, anh chị tắt theo hướng dẫn không hết, thì tiếp theo anh chị có thể làm là anh chị vào trong mục cài đặt, sau đó anh chị kéo lên, anh chị vào trong cái mục cài đặt chung, anh chị vuốt lên, anh chị bấm chuyển hoặc đặt lại iPhone, anh chị bấm vào cái dòng đặt lại, chọn đặt lại ở đây, sau đó anh chị chọn vào cái dòng đầu tiên đặt lại tất cả cài đặt, sau đó anh chị nhập mật khẩu của cái iPhone vào nếu có. Sau khi anh chị nhập mật khẩu xong, máy sẽ hỏi anh chị là có đặt lại tất cả cài đặt hay không. Anh chị đặt lại một lần nữa và anh chị đặt lại. Khi anh chị đặt lại thì anh chị không bị mất dữ liệu nên anh chị yên tâm. Ở đây iPhone có ghi rõ chú thích là bạn có chắc chắn muốn tiếp tục không. Việc này sẽ đặt lại tất cả cài đặt, đồng thời các thẻ Apple Pay, chìa khóa và vé của bạn sẽ bị xóa, nhưng sẽ không có dữ liệu hoặc phương tiện nào bị xóa hết. Thì nếu như cái thẻ Apple Pay, nghĩa là thẻ thanh toán một chạm, chìa khóa và vé, những cái mà anh chị thiết lập ở bên trong này thì sẽ bị xóa
theo như cái cảnh báo của nó, còn lại là còn nguyên. Dữ liệu gồm danh bạ, hình ảnh, tài khoản ngân hàng, vân vân, tất tần tật còn nguyên, nên anh chị yên tâm. Và anh chị bấm đặt lại. Lúc này máy sẽ khởi động lại. Anh chị chờ trong giây lát, chờ cho máy khởi động lại như thế này. Trường hợp này nó sẽ khởi động lại rất là nhanh thôi. Và sau khi khởi động lại xong thì anh chị sử dụng chiếc máy bình thường. Sau khi máy khởi động lại thì nếu như anh chị đặt lại tất cả cài đặt thì anh chị cài lại phím home ảo, cài lại wifi, thiết lập những cái linh tinh vậy là xong. Đơn giản, anh chị nào cũng có thể làm được, bởi vì dữ liệu của anh chị hoàn toàn còn nguyên và không mắc gì cả. Bây giờ thì anh chị thấy ảnh của anh chị còn nguyên, không mắc gì cả. Dữ liệu gồm danh bạ, hình ảnh, tin nhắn, app ngân hàng, camera nhà, vân vân đều còn y nguyên, anh chị yên tâm. Và nếu như mà anh chị khắc phục cái lỗi đó không hết nữa đó, thì anh chị có thể vào trong một ghi chú, anh chị test cảm ứng xem cái máy của mình nó có liệt cảm ứng, loạn cảm ứng ở chỗ nào hay không. Bằng cách đó là anh chị bấm vào trong cái ngòi viết nè, anh chị vẽ nó, coi coi nó đứt đoạn, đứt quãng ở đâu không nha anh chị. Đây là cái cách test cảm ứng đơn giản nhất mà anh chị nào cũng có thể làm được. Đó, rất là dễ thôi. Hoặc là anh chị có thể nhấn một biểu tượng. Khi mà biểu tượng lắc lư lên thì anh chị có thể rơi trên màn hình như thế này. Nếu như mà anh chị rơi tới một điểm nào đó mà không được, nghĩa là cái máy của anh chị nó đang bị liệt cảm ứng, hoặc nó loạn cảm ứng, nó tự động bật ra ngoài. Tiếp theo nữa thì anh chị có thể vào trong cài đặt. Anh chị vào trong cài đặt chung, anh chị vào cập nhật phần mềm. Ở cái mục cập nhật phần mềm á, khi anh chị cập nhật lên xong á, thì cái máy sẽ không còn lỗi nữa. Nó sẽ hết cái tình trạng đó. Nếu như mà chiếc máy của anh chị nó có vấn đề về phần mềm thì anh chị cập nhật phần mềm xong nó sẽ sửa cái lỗi đó. Nếu làm tất cả mọi cách mà không hết thì anh chị có thể backup lại dữ liệu, chạy thử phần mềm. Còn đối với những cửa hàng mà có kinh nghiệm thì nhìn cái điện thoại anh chị thao tác vài bước không hết thì chỉ có cách là sửa phần cứng thôi. Thì cái vấn đề sửa phần cứng là phải bung máy ra sửa, sẽ tốn nhiều tiền và tương đối tốn kém. Nên anh chị phải tìm những nơi uy tín sửa chữa chiếc máy của anh chị, phải có thời gian bảo hành ít nhất là từ 3 tới 6 tháng. Và anh chị nên tham khảo giá ở nhiều nơi trước khi quyết định sửa, bởi vì cái chi phí mà anh chị sửa chữa thường không cố định. Có nơi thì ăn rẻ, có nơi thì ăn mắc. Mặt bằng không thuê thì người ta ăn rẻ hơn là mặt bằng mà phải đi thuê, vân vân, rất là nhiều. Và những anh thợ tay nghề cao thì người ta sửa cũng ăn rẻ hơn đối với những anh thợ tay nghề thấp, bởi vì thợ tay nghề thấp thì phải chạy cò, còn thợ tay nghề cao thì người ta có thể tự động sửa cho anh chị rất là nhanh chóng, và trong cái thời gian rất là ngắn là anh chị có thể lấy được luôn. Và đây là những cái chia sẻ thật tình mà em đã làm hơn 13 năm qua tại cửa hàng. Nếu như anh chị nào thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em. Em xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khách và quý khán giả trong video tiếp theo.